có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng viễn ly của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng viễn ly của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng viễn ly của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng viễn ly của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng viễn ly của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ Tát là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng viễn ly của thế gian, sáu phép thần thông là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng viễn ly của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng viễn ly của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng viễn ly của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni là tướng viễn ly của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng viễn ly của thế gian, quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng viễn ly của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật.